cô gái 20 tuổi được thừa hưởng khối tài sản khổng lồ, nhưng vẫn chấp nhận làm công việc tầm thường mà không biết mình đã lọt vào mắt của Umut. Sarah nhận ra tình ý trong ánh mắt anh, nhất thời bối rối không biết phải làm sao. Khi hai người bốn mắt nhìn nhau, Umut không ngăn nổi trái tim mà ôm chặt cô vào lòng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh vội xin lỗi Sarah. Bản thân không nên xúc động như vậy. Sarah ngoài mặt phớt lờ nhưng trong lòng đã dậy sóng. Khi hai người ra ngoài giải quyết công việc, tình cờ bị Lila trông thấy. Cô ta cố tỏ ra thân thiết với Umut như ngầm đánh dấu chủ quyền. Sau đó liếc nhìn Sarah với ánh mắt đầy sự kiêu ngạo. Nhưng Sarah chẳng thèm để ý tới cô ta, nói mình sẽ đợi Umut ở trước cửa. Nhưng càng làm vậy lại càng khiến Lila lo lắng bất an. Cô ta không cho phép bạn trai ra ngoài riêng cùng Sarah. Đồng thời hai người họ không được rời khỏi tầm mắt của mình. Umut giải thích tất cả đều là vì công việc, khuyên bạn gái đừng ghen tuông vô cớ. Trong lúc đàm phán hợp đồng, Sarah đã thể hiện rõ bản thân là người có năng lực, phân tích rõ ràng mạch lạc từng điều khoản trong hợp đồng, cuối cùng thành công nhận được sự công nhận của khách hàng. Hẹn không lâu nữa sẽ bắt tay vào hợp tác. Khi khách hàng rời đi, Umut hết lời khen ngợi Sarah, từ đó đã có cái nhìn khác về cô. Sarah lộ ra biểu cảm tinh nghịch trêu anh, nếu muốn thì có thể mời mình bữa cơm coi như lời cảm ơn. Cô gái xinh đẹp đáng yêu trước mặt mang lại cho anh cảm giác thoải mái khó tả. Nhớ tới mỗi lần ở cạnh bạn gái, hai người không tranh cãi thì cũng giận dỗi nhau tới hết ngày. Sự xuất hiện của Sarah đã mang tới tia nắng ấm áp cho cuộc đời anh. Bên này y vẫn chưa biết Umut đã nảy sinh tình cảm với Sarah. Nhân lúc văn phòng không có ai đã lặng lẽ tới tìm Lila, ẩn ý nói gần đây thấy anh trai rất thích được ở riêng với Sarah. Bản thân cũng cảm thấy mừng thay anh trai nhưng lại thấy thương cho Lila. Dù sao thì cô đã theo đuổi Umut suốt bao năm nay. Khi hai người sắp tiến vào giai đoạn hôn nhân thì bất ngờ xuất hiện đập tan tất cả. Lila là người thông minh sao có thể không hiểm ẩn ý của anh ta. Mặc dù ghét loại người đều giả như y, nhưng kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Cả hai người đều có chung mục tiêu. Cứ như vậy bọn họ đã bắt tay với nhau. Bên này Sarah và Umut vẫn chưa biết nguy hiểm đang rình rập, vẫn chìm trong thế giới của hai người. Lúc này y bất ngờ xuất hiện, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Y thản nhiên ngồi xuống nói sau này đi ăn thì có thể gọi mình đi cùng. Đồng thời ở công ty còn rất nhiều việc cần Umut xử lý, không quên nhắc nhở anh phải quan tâm tới bạn gái nhiều hơn. Bởi cảm xúc của Lila gần đây đang rất tệ, dù sao cô cũng là chị dâu tương lai của mình. Thực ra mục đích của câu này là nói cho Sarah bên cạnh biết khó mà rút lui. Vừa nhắc tới Lila, Umut lập tức mất hứng. Anh vội dẫn Sarah rời khỏi nhà hàng. Quả nhiên y đã đạt được mục đích. Sarah cho rằng sau này hai người họ nên hạn chế ra ngoài cùng nhau thì tốt hơn. Nếu mình là Lila thì chắc chắn cũng sẽ chịu tổn thương. Nghe tới đây Umut lập tức đỗ xe lại bên đường, hỏi Sarah thật sự hy vọng mình sẽ kết hôn với Lila sao? Sarah im lặng không đáp, vội chuyển sang chủ đề khác. Khi hai người trở về biệt thự thì biết tin. Khi nãy Lila đã tới nhà, vừa tới nơi đã hùng hổ chạy vào phòng Sarah điên cuồng đập phá đồ đạc, nói với người ngoài rằng bản thân đã bị Sarah làm tổn thương, thậm chí còn cướp đi hạnh phúc của mình. Cộng thêm thái độ khác lạ của Umut dạo gần đây, cô buộc phải xem xét lại mối quan hệ của bạn trai và Sarah. Lila cố ý đẩy Sarah vào thế khó xử. Buổi tối khi ngồi một mình ngẫm lại những chuyện đã xảy ra dạo gần đây, Sarah cảm thấy mọi thứ đều là lỗi của mình. Lúc này Umut có chuyện cần ra ngoài giải quyết, vô tình bắt gặp Sarah ngồi ngoài cửa. Sarah nói mình thích nhất là ngày mưa, bởi nó mang lại cho cô sự thoải mái hiếm có. Nghe tới đây Umut cũng buông lời trêu đùa, nói tiếng cười của cô là món quà tuyệt vời nhất với mình. Thấy vậy Sarah chỉ khẽ thở dài, cô không biết phải đối diện với tình cảm của đối phương thế nào. Nghĩ tới Lila cô liền cảm thấy áy náy, vậy nên Sarah buộc phải đưa ra một quyết định, đó là rời khỏi đây. Lúc này Umut đã bắt đầu sợ hãi, anh không muốn Sarah rời đi. Nghe tới đây cô lập tức phản bác, chẳng phải ngày tôi tới các người đều cảm thấy phiền phức sao? Umut không giấu nổi sự căng thẳng trong ánh mắt, dừng lại vài giây cuối cùng anh đã nói ra tiếng lòng. Em là người phụ nữ đã thay đổi cuộc sống của anh. Sau đó nhìn Sarah với ánh mắt nặng tình, nhẹ nhàng nắm tay cô. Rõ ràng cả hai đều có tình cảm với đối phương nhưng không ai dám thừa nhận. Lúc này Sarah đã hạ quyết tâm sẽ rời khỏi đây ngay ngày mai. Em phải đi thôi, đừng rời xa anh. Để níu giữ người con gái mình yêu, Umut chấp nhận thay cô trả món nợ khổng lồ. Nhưng cách làm này đã vấp phải sự phản đối của Sarah. Từ bé cô đã chịu ám ảnh tâm lý, lớn thì năm xưa bị bố vứt bỏ, cộng thêm người mẹ vô tâm chỉ biết ăn chơi tiêu xài hoang phí, cuối cùng đã đem căn nhà duy nhất của hai mẹ con thế chấp. Ảnh hưởng tâm lý khiến Sarah không tin tưởng bất kỳ ai, cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Nhưng Umut lại không nhẫn tâm nhìn người con gái mình yêu chịu khổ. Từ chỗ luật sư biết tin Sarah nợ chồng chất nên đã chủ động trả nợ giúp cô. Tại sao anh lại làm vậy? Ở bên anh nhé Sarah. Lời tỏ tình bất ngờ khiến Sarah bối rối. Mà Umut làm vậy là bởi vì anh không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu thiếu cô. Anh không hiểu tại sao Sarah lại kinh ngạc đến vậy. Anh chậm chậm tiến về phía cô. Khi hai người chuẩn bị trao cho nhau nụ hôn, Sarah bất ngờ cản Umut lại. Đây là quyết định quan trọng trong cuộc đời, vậy nên Sarah muốn cân nhắc cho kỹ. Umut không muốn tạo cho cô quá nhiều áp lực, chỉ cần Sarah ở lại bên cạnh mình cùng nhau phát triển công ty là được. Mà Sarah cũng không phụ sự kỳ vọng của anh, cô không ngừng cố gắng trong công việc, mang tới rất nhiều hợp đồng lớn cho công ty, mà không biết sự ưu tú của mình đã khiến Lila sinh lòng ganh ghét, bởi những hạng mục này mỗi năm đều do cô ta phụ trách. Năm nay nói đổi là đổi khiến Lila càng thêm bất mãn, nhưng cách giải thích của Sarah rất thuyết phục, nếu đổi đơn vị cung ứng thì công ty có thể hạ giá thành phẩm, đồng thời tăng 30% lợi nhuận. Hạng mục này đã nhận được sự tán dương của Umut, thậm chí đến cả y cũng vỗ tay chấp thuận.
Cuối cuộc họp, Lila bắt đầu làm khó Sarah. Nếu xảy ra vấn đề trong quá trình thay đổi nguyên vật liệu thì mình sẽ không chịu trách nhiệm. Sarah không thể ngờ kế hoạch lần này sẽ mang tới cho mình rắc rối lớn. Cuộc họp kết thúc để vớt vát lại thể diện, Lila cố ý tỏ ra thân mật với Umut, dùng giọng điệu phu nhân chủ tịch khen kế hoạch lần này của Sarah rất tốt, luôn đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu. Sarah liếc nhìn hai người họ, Umut vội gạt tay bạn gái ra, bầu không khí trở nên gượng gạo. Thấy vậy y đứng bên cạnh cười thầm, vì tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Bên này Sarah nhớ tới lời nói của Umut hôm đó, nên đã tới phòng làm việc của anh. Lúc này bức ảnh trên tay anh không cẩn thận rơi xuống. Khi Sarah nhìn hai cậu bé trong bức ảnh mới biết Umut từng có tuổi thơ bất hạnh. Hai anh em Umut từ bé đã mồ côi bố, phải sống với người mẹ tồi tệ. Mỗi khi tâm trạng không tốt sẽ lôi con cái ra chút giận. Những lần như vậy Umut đều đứng ra bảo vệ em trai. Hai anh em bị bạo hành tới mức khắp người chẳng chịt vết thương. May gặp được bố Sarah đã có lòng tốt đưa hai anh em về nhà nuôi dưỡng. Nghe tới đây Sarah vô cùng kinh ngạc, không ngờ Umut lại trải qua những chuyện tồi tệ như vậy. Sau cuộc nói chuyện này thái độ của Sarah với Umut đã có sự thay đổi, mà không biết cũng vì quá khứ bi thảm đó đã khiến y trở thành con người mưu mô như hiện tại. Vậy nên anh ta mới bắt tay với người phụ nữ độc ác như Lila, bởi hai người đều có chung một mục tiêu. Lúc này Lila lại bắt đầu tìm tới Umut gây sự, nói mình không thể chịu nổi sự giày vò này, nhưng một khi người đàn ông đã thay lòng thì bạn gái có nói gì cũng vô ích. Umut không hề nhắc tới Sarah, liên tục nhấn mạnh Lila đã tạo cho mình quá nhiều áp lực, cho rằng hai người nên bình tĩnh xem xét lại mối quan hệ giữa bọn họ. Nghe tới đây Lila cuối cùng đã hiểu, thái độ lạnh nhạt của anh đối với mình đều bắt nguồn từ sự xuất hiện của Sarah. Umut kêu bạn gái đừng chuyện bé xé ra to, chuyện này không liên quan tới Sarah, nhưng Lila nhất quyết không chịu tin. Nghĩ tới việc người đàn ông mình khổ sở theo đuổi suốt 10 năm, lại bị một người phụ nữ cướp đi trong thời gian ngắn, Lila đã đưa ra một quyết định điên cuồng. Không lâu sau, trong ngày kỷ niệm thành lập công ty, Sarah xuất hiện trong bữa tiệc với chiếc váy trắng xinh đẹp, thu hút ánh nhìn của tất cả quan khách, đặc biệt là Umut. Trong bữa tiệc, Umut phát biểu cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, quyết định sẽ tăng lương cho toàn bộ công nhân viên trong công ty. Vừa dứt câu đã nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt của mọi người. Sarah nhìn anh đắm đuối mà không biết nguy hiểm sắp ập tới. Sau đó mọi người cỗ ta tay mời Sarah lên phát biểu cảm tưởng. Lila lại bất ngờ cướp mic, thấy vậy Umut bỗng cảm nhận được một dự cảm không lành. Lila bắt đầu nói về tình cảm của mình và bạn trai. Thời gian qua bản thân đã rất vui vẻ, không lâu trước đó hai người còn lên kế hoạch kết hôn, nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là hồi ức đẹp. Tối qua Umut đã đề nghị chia tay. Lúc này mẹ Lila bất ngờ xuất hiện nói tất cả đều là lỗi của Sarah. Tố cô đã cướp hạnh phúc của con gái mình, sau đó sỉ nhục Sarah trước mặt mọi người, mà tất cả chuyện này đều nằm trong kế hoạch của bọn họ, cố ý bôi nhọ danh dự cô. Tất cả mọi người đều nhận định Lila mới là người bị hại trong chuyện này. Sarah không chịu nổi sự lên án gay gắt của mọi người, nên cô đã quyết định rời khỏi nơi đau thương này. Tập phim hôm nay tới đây thôi, các bạn hãy ấn theo dõi để đón chờ các tập tiếp theo nhé.